người đang muốn biết tên em ấy. Em là Bảo Trâm. Bảo Trâm, bạn Bảo Trâm nhé. Chị Bảo Trâm, wow, có người nhận ra Bảo Trâm luôn nè. Bảo Trâm xinh gái quá. À, Bảo Trâm có cảm nhận gì về con người Điện Biên và trên mảnh đất trên này không em? À, ok, cảm ơn Bảo Trâm nhé. Anh bắt tay Bảo Trâm cái. Chúc em nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Ok, cảm ơn em, Bảo Trâm. Chị Trâm, đây là Bảo Trâm nhá. Đang hỏi follow xin in tư. Bạn ấy đang không nói được nhá. Để tí xong nếu mà có duyên thì mình sẽ xin in tư cho các bạn nhá. Bạn này là người ở Điện Biên nhá. Vâng ạ, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Cho cô lên sóng ấy. Đây, cô rất là nhiệt tình cầm quạt để quạt cho các bạn ấy. Cô ấy mấy bạn ở trên này cũng nóng lắm. Cô quạt cho mấy bạn trên này vâng. Anh xin lỗi nhá. Đấy là bạn này chảy toát hết cả mồ hôi rồi. Đấy, mọi người có thấy không ạ? Bạn nào cũng nóng, mỗi người hưởng một tí quạt. Bà con nhân dân Điện Biên rất là nhiệt tình, rất là quý mến mọi người nha. Mọi người nên ghé qua mảnh đất Điện Biên nhé. Đây, đây mà Hùng sẽ quay xa ra để mọi người nhìn được toàn cảnh nhé. Toàn cảnh của cô ấy. Đang cầm quạt quay cho các đồng chí công an nhân dân. Đây, các bạn ở đây cũng rất nhiệt tình nhé. Xinh đẹp quá. Hùng 7 tháng 5 anh có like nhá. Anh sẽ like đủ cho mọi người nha. Mọi người follow thả tim chia sẻ cho em nhé. Thực sự là em cũng ra đây để canh, để like cho mọi người đấy. Còn chưa cơm nước gì đâu ạ. Một lòng vì nước, vì mọi người, mọi miền Tổ quốc. Xin chào mọi người. Mình tên là Vũ Thị Hồng Nhung. Mình đến từ Bắc Cạn. Quê hương của mình thì ở Ninh Bình và Nam Định nữa. Mình hơi nhiều quê. Vâng. Bạn có lời gì muốn chia sẻ cho bà con cả nước về con người Điện Biên không? Mọi người ơi, khi mà mình đặt chân đến Điện Biên thôi, khi mà xe mới di chuyển đến Điện Biên thôi, mình đã cảm thấy người dân Điện Biên rất là tuyệt vời rồi. Vô cùng yêu thương luôn mọi người ơi. Đây bạn Hồng Nhung nhá. Đây là khối quân y chuyên chữa lành vết thương nhá. Mọi người ai có vết thương muốn đi chữa lành nữa thì mình các bạn. Mình là khối nữ sĩ quan quân y nhá mọi người. Vâng ạ. Cảm ơn bạn ạ. Dạ. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Vâng, cảm ơn anh. Okay. Bye bye, cảm ơn mọi người. Rồi, mọi người nhớ follow em nha, Vũ Nhung 2609. Mọi người nhớ TikTok của bạn ấy chưa ạ? ID TikTok là gì bạn nhỉ? ID là Vũ Nhung 2609. Ok, mọi người sẽ follow bạn nha. Cảm ơn mọi người. Đây bạn Hiền này xinh gái lắm mọi người ơi. Em có cảm nhận gì về bầu không khí thời tiết bây giờ không? Ok, cảm ơn Hiền. Bạn Hiền này chưa có người yêu nha. ID TikTok của em là gì đấy? Lò Thị Hiền 1211 ạ. ID TikTok của Hiền là Lò Thị Hiền 1211 nhé mọi người nhé. Lò Thị Hiền 1211, một bạn gái đến từ Điện Biên Phủ, rất là xinh gái ạ. Đấy, Mường Lai Điện Biên mọi người ơi, xinh gái quá. Vâng ạ. Ai muốn làm rể Điện Biên thì kết nối bạn Hiền nhá, Lò Thị Hiền nhá. Giới thiệu cho Hiền đi, vâng ạ. Xinh quá, đây xinh lắm ạ. Ok, em sẽ đi quay góc máy khác nhá. Chào Hiền nhá. Chúc Hiền thật nhiều sức khỏe ạ. Em ơi, cái ô này bị dột ấy, cho anh cái ô to đi. Cái ô này bị dột. Nó dột xuống máy quay của anh hết rồi. Và đang công tác ở đâu? Mình là Cẩm Nhung mà mình đến từ lực lượng gìn giữ hòa bình. Ok, cảm ơn bạn. Bạn có lời gì chia sẻ về đồng bào cả nước và về con người Điện Biên không? Cho đồng bào cả nước biết ạ.
Đây là một sự kiện lịch sử rất quan trọng và năm nay kỷ niệm 75 là mình cảm thấy rất vui và tự hào, và mình cũng cảm ơn người dân Điện Biên đã luôn chào đón lực lượng của chúng mình. Ok, cảm ơn bạn Cẩm Nhung, chúc bạn thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt mọi công tác ạ. Vâng. Cảm ơn bạn. Mọi người hãy cùng đón chờ khối cảnh nước cảnh sát đặc nhiệm diễu binh vào ngày hôm nay, vào ngày 5 và ngày 7 tháng 5 mọi người nhé. Ok, mọi người đang gửi lời cảm ơn đến Thắm này. Mọi người hỏi là Thắm có người yêu chưa? Chúng em người yêu thì nhiều. Ok, anh cảm ơn Thắm nhé. Chúc Thắm thật là nhiều sức khỏe nhé. Bye bye. Bạn Thắm là chưa người yêu nhá. Nick ID TikTok của bạn Thắm là Ún nhá. Mọi người có thể follow nhá. Em tên gì? Em tên là Ánh Tuyết. À, đây bạn Ánh Tuyết nhá mọi người nhá. ID TikTok của bạn ấy là đi nhậu khum. Em tên gì? Em tên gì? Đây là bạn Nhung nhá mọi người nhá. Bên đoàn nữ du kích miền Nam rất là xinh, các bạn miền Nam xinh quá. Đẹp quá, vâng ạ. Rất là đẹp. Đây các bạn đang múa ở đây. Phượng quen thế nhỉ. Ai cũng xinh, vâng ạ, ai cũng xinh ạ. Ai cũng xinh. Xin chào Điện Biên. Em giới thiệu một chút về bản thân đi em. Em tên là Trịnh Thị Hồng Mai, hiện tại đang công tác ở sư đoàn 346 quân khu 1 ạ. Vâng. À, còn em gái bên cạnh. Em cùng đơn vị bạn ạ. Bạn là Lê Kim Anh, cùng sư đoàn 346 quân khu 1. Xin chào Điện Biên. À, em lên Điện Biên em có trải nghiệm gì về con người Điện Biên, hay là thời tiết, hay là bầu không khí, hay là như nào, em có thể chia sẻ cho mọi người trên mọi miền Tổ quốc không? Con người quá đỉnh luôn. Quá đỉnh anh ạ. Quá đỉnh, thật sự quá đỉnh luôn. Người Điện Biên rất là mến khách, hiếu khách, và thật sự là mọi người dành tình cảm rất là đặc biệt, không chỉ riêng khối bọn em mà tất cả các khối diễu binh. Nhưng ngày hôm qua thì có các anh chị ở huyện Nậm Pồ, anh chị cách đây khoảng tầm 150 km, nhưng mà vẫn dành tình cảm đặc biệt cho tất cả các khối nữ bọn em. Em rất là cảm động. Ok, cảm ơn em. Anh cũng gửi lời của bà con nhân dân Điện Biên là cảm ơn hội em rất là nhiều. Chúc hội em sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Yêu con người Điện Biên. Em giới thiệu đôi chút về bản thân em được không? Em tên là C, em sinh năm 2003. À, bạn C sinh 2003, bạn đến từ tỉnh nào của Điện Biên? Em đến huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên ạ. À, bạn này sinh ra và lớn lên ở huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên nhé mọi người nhé. Một người con gái đồng bào dân tộc Mông đúng không em? Vâng, em là dân tộc Mông ạ. À, rất là đẹp, rất là xinh mọi người ơi. Mọi người đang hỏi là em có ID TikTok không? Mọi người đang muốn xin. Em không ạ. Em chỉ dùng để xem mọi người thôi ạ. Em không đăng nhiều video. Mọi người đang hỏi là muốn kết nối với em thì như thế nào?